Xin kính chào quý vị Tôi và anh Quang Huy xin chào đón quý vị đến với chương trình Quán Thể Thao tuần này Khi mà chúng tôi đang có mặt ở phòng truyền thống của Trung tâm Thể Thao Việt Theo Nơi đang có những chiếc cúp ghi những dấu ấn của một chặng đường dài Trong lịch sử hơn 60 năm của bóng đá quân đội Của thể công của câu lạc bộ quân đội Và đương nhiên là câu lạc bộ Việt theo. Và ở chính giữa phía sau lưng tôi đây là chiếc cúp mới nhất Mà câu lạc bộ Việt đã giành được ở V-League 2020 đó là giải đấu mà họ đã xuất sắc về đích ở vị trí thứ nhất với hai điểm nhiều hơn trước câu lạc bộ Hà Nội và đó rõ ràng là một cuộc đấu mà tôi và anh Công Huy sẽ cùng điểm lại trong chương trình quan thể thao tuần này. Với những gì mà tôi đã uh, rất là nhanh uh, trao đổi với anh về uh, những chiến công của uh, thể thao quân đội của bóng đá quân đội uh, trong cái chiều dài lịch sử đúng tròn 40 năm của giải bóng đá vô địch quốc gia. Uh, với anh thì con đường này nó có cái giá trị như thế nào. Anh đã từng cũng đã từng gắn bó với tôi cùng với những cái cái, cái chặng đường đó. Ờ, nhưng tôi muốn rất muốn chia sẻ với anh, còn với tôi thì nó đương nhiên nó đã rất đặc biệt rồi. Nó rất là ý nghĩa và nó cũng có những cái thời điểm lên xuống giống như là đất nước chúng ta trải qua những giai đoạn khó khăn. Một cái đất nước đi ra khỏi chiến tranh, xây dựng lại. Thế thì ở trong cái cuộc chiến tranh đấy anh bộ đội của Hồ là vai trò rất là quan trọng để rồi cho đến ngày hôm nay năm 2020 những con số rất là cân đối và đẹp thì uh, Viettel uh, mà trước đây chúng ta gọi là thể công đã lên ngôi một cái năm mà chúng ta phải trải qua đại dịch, cả thiên tai nữa thì trong đại dịch, trong cái thiên tai đấy vai trò của các chiến sĩ bộ đội một lần nữa lại được nêu bật lên cùng mọi người đẩy lùi bệnh dịch và lũ lụt bộ đội luôn luôn có mặt thì cũng trong năm nay là một đội bóng quân đội là Viettel đã thực sự trở lại để mà đăng quang Thế thì có ai đó nói rằng là sớm quá chăng Bởi vì vừa mới lên hạng trở lại năm ngoái Nhưng mà xét lại toàn giải là rất có lý thôi ờ, Bởi vì là ngay từ những vòng đầu tiên Viettel đã cho thấy một sự chắc chắn rồi Chứ không phải là một cái gì để quá đột biến đâu Với tôi là tôi không không bất ngờ một cách gây gớm Tất nhiên là đầu giải thì cũng có phỏng đoán là có thể vào top 3 và về sau cái chặng đường đấy đến trước vô địch mà nhìn thấy cửa vô địch sớm như vậy là đúng là cũng bất ngờ nhưng mà thực ra thì từ nửa cuối mùa trước là Viettel đã có rất nhiều tiến bộ rồi chúng ta thấy là một loạt cầu thủ lên tuyển về rồi là có thêm những cái tăng cường thì đã thấy cái sự vững vàng trương việt hoàng quay lại những cái bộ sậu tâm huyết những cái anh như anh đỗ mạnh dũng rồi là anh ngô tiến dũng anh hải biên uh, vẫn còn đó rồi có cả việt hoàng trở lại nữa thì thực ra tôi nghĩ là rất xứng đáng và nó rất là ý nghĩa uh, cuối cùng thì chúng ta đã có câu trả lời một cái điều mà tôi cũng ẩn ức lâu nay tức là uh, hệ thống sở chủ nghĩa trước đây có một loạt những đội bóng quân đội Steaua uh, Bucharest Đấy chúng ta có nói đến anh Vũ Việt Dũng là gọi là Helmut Dukadam năm bảy thì bởi vì năm 86 là thủ môn Dukadam của Seoa bắt rất là tốt. Đấy một loạt các đội bóng sao chủ nghĩa là CSKA của Liên Xô. Đấy uh, CSKA thì vẫn tồn tại được, vẫn thường xuyên giữ UEFA Champions League. Mà tại sao nó Việt Nam, quân đội vẫn mạnh như vậy mà không lại có đội bóng nào tiêu biểu. Thì hôm nay nó là một câu trả lời, Viettel đã trở lại và có được chức lịch thì uh, bây giờ vẫn còn quá sớm nhưng mà rất mong rằng là Viettel vẫn đang tiếp tục cái đà đi lên để mà những cái thời gian tới sẽ còn chinh phục cả những đỉnh cao nữa và có một cái thì tôi cũng ấp ủ tức là lâu nay bóng đá Việt Nam đã có danh hiệu ở đấu trường quốc tế thậm chí là cả châu lục cấp đội tuyển rồi là cấp đội trẻ thế nhưng mà các câu lạc bộ ấy là ra sân chơi quốc tế là đôi khi là vẫn cứ bị yếu bóng vía lắm thì rất mong là trong một triều đại mới một giai đoạn mới viettel trở lại có chức lịch và dự cúp châu á thì sẽ để lại hình ảnh rất là tốt trong đó việt nam để mà chúng ta có một cái hình ảnh đẹp đầy đặn ở cả phương diện đội tuyển cũng như câu lạc bộ vâng xin cảm ơn cái ý kiến vừa rồi của anh huy à, tôi hoàn toàn nhất trí với anh à, chúng ta nói đến danh hiệu của câu lạc bộ viettel ở giai đoạn này và chúng ta nhắc lại lịch sử của câu lạc bộ thể công câu lạc bộ quân đội trong những năm trước đó à, nó rõ ràng nó là một cái sự phản ánh rất là đúng với cả thực tế phát triển của đất nước à, rất nhiều bạn khi um, nhìn thấy uh, dãy cúp của thể công của cơ lạc bộ đội và viettel uh, thì cũng có những cái thắc mắc ví dụ như là uh, trông những chiếc cúp của chúng ta nó có vẻ hơi cũ kỹ quá hay là những chiếc cúp của chúng ta nó là có vẻ như là bình gốm xứ thì uh, trên bàn của tôi đây là một chiếc uh, cúp uh, sơn mài uh, đây là danh hiệu dành cho đội vô địch của giải bóng đá đại biểu lần thứ nhất năm 1958 tức là giải vô địch của miền Bắc khi đó thể công là một đội bóng mạnh và họ đã giành được chiếc vô địch đây là thời của cha tôi cùng với những người đồng đội của mình một chiếc vô địch mà đây là là, là là là, thời điểm ấy là thể công có huấn luyện viên ngoại nhá huấn luyện viên ông ấy là close ông ấy là người Đức đấy đấy tôi cho rằng đấy chính là huấn luyện viên gọi là chuyên gia ngoại đầu tiên của bóng đá Việt Nam đấy, tất nhiên là 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 ở góc độ là 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 từ thời 1954 đấy, khi mà chúng ta đã giành được hòa bình lập lại. Hà Nội là có trường Việt Đức sau Đúng hòa bình lập lại, đấy Bí thì xác. cũng bắt đầu có những cái cuộc kết hợp như vậy. Đấy mà... thì cái cái, cái binh cái cái chiếc cúp này là chiếc cúp làm bằng sơn mài và rất nhiều những chiếc cúp khác nữa, trong đó cái chiếc cúp vô địch quốc gia đầu tiên của thể công nó có có dấu vết của một cái cắt tút đạn pháo đúng không ạ đấy là chuyện hoàn toàn bình thường lịch sử ở đất nước của chúng ta trải qua à, những cuộc chiến tranh trải qua rất là nhiều những khó khăn nên những gì liên quan đến các hoạt động văn hóa thể thao và cụ thể là những chiếc cúp này thì nó cũng phản ánh rất là rõ những gì mà chúng ta đã đi qua và chúng ta cần phải trân trọng nó về giá trị chứ không cần quan tâm quá nhiều đến những gì thuộc về vật chất tạo nên những chiếc cúp này và tôi tin rằng những cái giá trị đó nó luôn đi cùng cho dù nó là cơ lộ quân đội cho dù nó là thể công hay nó là Viettel thì đó vẫn là những đội bóng của quân đội và những đội bóng đó đã đem lại những giây phút có thể nói là rất đáng tự hào và người hâm mộ vẫn luôn trân trọng điều này. Tôi tin vào điều đó. Đó là những gì thuộc về lịch sử. Còn mùa giải 2020 thì câu lạc bộ Viettel là đội bóng đã có được chức vô địch nhờ có hai điểm nhiều hơn câu lạc bộ Hà Nội. Và trong cái chặng đường này ấy, thì có một điểm rất đáng chú ý là Viettel không thua một trận nào ở giai đoạn 2 giai đoạn quyết định của một bóng cũng giống như Hà Nội thôi. Đấy, nhưng mà họ lại còn có một cái điểm rất là đặc biệt để khắc phục tất cả những điểm có thể còn chưa là hoàn thiện của họ. Ví dụ như là hàng tấn công của Viettel ấy có thể là chất lượng ghi bàn chưa bằng Global Hà Nội. Nhưng họ lại bù lại bằng cái việc là họ chỉ để thủng lưới có một bàn trong cả 7 trận đấu đó và 6 trận liền thì không thủng lưới quả nào, 6 trận liên tiếp liền, Tôi nghĩ rằng đây là cũng có thể được gọi là một kỷ lục rồi chúng ta cần phải tra xét lại tất cả những gì về dữ liệu về về, về giải vô địch quốc gia nhưng đó có thể là một 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 thành tích rất là, là 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 đáng nhớ rất là quan trọng. Và cuối cùng ấy thì cả mùa giải ấy, thì à, hai đội tức là Hà Nội và Viettel chỉ để thủng lưới có 16 bàn thôi, tức là ngang nhau. Như thế có nghĩa rõ ràng là Viettel đã có một cái bước gọi là bước đi trưởng thành rất là nhiều so với mùa giải trước và họ khắc phục bằng đúng những gì họ đang có. À, đúng là như vậy, chúng ta vẫn nói với nhau rằng là để mà có được những cái vinh quang thì phải biết tấn công nhưng mà để trở thành nhà vô địch thì phải biết phòng ngự thì viettel đặc biệt là trong cái chặng nước rút ở giai đoạn hai đã chứng tỏ rất rõ cái phương trầm này một cái điều nó như là chân lý và nhìn vào con người thì rõ ràng rồi bốn ông hậu vệ thường xuyên đá thì ba ông đội tuyển cứng rồi còn gì thì tôi nghĩ là sâu chuỗi lại một cái phòng ngự thép như vậy thì đá tốt hoàn toàn có lý thôi bởi vì đội bóng viettel là rõ ràng là chơi rất là kỷ luật và huấn luyện viên việt hoàng đã trở về để mà có những cái bước đi rất là chuẩn xác ngoài ra thì đấy trong cầu môn lại là nguyên mạnh nữa đấy tôi muốn nói đến nguyên mạnh nếu thì... mà nói là cầu thủ nào hay nhất của viettel mùa giải này thì với tôi tôi bỏ phiếu cho nguyên mạnh tôi hoàn toàn nhất trí vậy tôi 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 là những quan điểm tôi là như vậy bởi vì nhìn nguyên mạnh chơi ấy không phải là không có những sai sót nhá cũng đã có một vài bàn thả, thua gì đấy của viettel có cái lỗi nhất định của, của nguyên mạnh nhưng nhìn chung nguyên mạnh chơi là đảm bảo một cái niềm tin rất lớn cho các đồng đội và đấy chính là sự khác biệt so với mùa giải trước khiến cho các đồng đội ở phía trên chơi yên tâm hơn hẳn và càng về đoạn cuối khi mà viettel chơi với cái cái là nhịp điệu là cứ một không một không một không hoặc là không không trước hà nội ấy, thì những cái pha ra vào những tình huống đón chặn và giải nguy của của Nguyên Mạnh là tuyệt vời và tôi còn nhắc đến cái tình huống mà Nguyên Mạnh cứu quả 14 m ở trận gặp Thành phố Hồ Chí Minh trên sân thống nhất ấy. cực nó kỳ quan trọng nó lại đúng cái lại cái tình huống mà như anh đã nhắc ấy tức là nhắc đến trường hợp của anh Vũ Việt Dũng Dukadam của năm 1987 ấy. Đấy, Đó, đấy, cái năm chỉ... đấy là năm 87 là thể công có hai ba trận rồi đấy phải giải quyết luôn lưu thì anh Dũng là đều bắt rất là xuất sắc và đúng là, là là như vậy và tôi nhớ cái mùa giải năm chín tám thể công vô địch ấy, thì ở một chặng đường quyết định là anh tiến anh cũng đẩy được quả phạt đền ở sân cao lãnh chắc chắn là như thế rồi ở trong lịch sử của một đội bóng có giàu thành tích như là thể công thì chúng ta không thể không nhắc đến những tình huống này và con số mà chúng tôi muốn đưa ra ở đây là năm trăm chín mươi bốn phút câu lạc bộ viettel không thể thủng lưới ở đoạn cuối của giải vô quốc gia tức là bàn thua gần nhất bàn thua cuối cùng của họ diễn ra trong trận đấu đầu tiên ở giai đoạn hai trận đấu mà họ thắng hoàng anh gia lai bốn một ấy tức là Vũ Văn Thanh là người cuối cùng ghi bàn vào lưới của Nguyên Mạnh ở mùa giải năm nay và cũng chỉ có một bàn thua đấy thôi, 594 phút còn lại. Rõ ràng đấy là một thành tích rất là đáng ghi nhận và đó chính là điểm tựa dẫn đến cái 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 danh hiệu này. Và bây giờ thì chúng ta phải nói đến đội ghi bàn nhiều nhất, đó là câu lạc bộ Hà Nội, không thể khác được. Họ là một đội bóng chơi hay nhất, tôi dám khẳng định điều này. Anh Huy chắc chắn chia sẻ với tôi điều này. Nhưng anh Huy có nghĩ rằng là Năm nay Hà Nội còn có những cái nét thú vị hơn mùa giải trước bởi vì họ thiếu đi một số cầu thủ trụ cột nhưng bù vào đó là rất nhiều những cái gương mặt mới và thậm chí những gương mặt mới đó không chỉ bù đắp lại cái 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 thiếu vắng của những người đàn anh ở vị trí phòng ngự mà còn thay họ làm những cái việc ở phía trên như là ghi bàn chẳng hạn tôi đồng tình với quan điểm đấy ừ, hà nội thì trong cái khó nó cái khôn một cái hàng phòng ngự bị tan hoang như vậy đấy duy mạnh đình trọng chấn thương Ờ, tuy nhiên chúng ta thấy những cái cầu thủ mà họ gọi về là đều có một mùa giải phải nói là gọi là năng lực là tiến bộ rất nhiều Lê Văn Xuân đã hậu vệ trái tuyệt vời Văn Xuân có những cái quả tạt mà ở bên trái vào dẻo đến mức mà tôi cho rằng lâu lắm rồi tôi không xem một cầu thủ Việt Nam nào tạt những quả mà quặt người mà đá từ biên vào như kiểu một cầu thủ quốc tế thế rồi Bùi Hoàng Việt Anh và phần nào đó là Văn Tới cũng đã có những tiến bộ cái gì mà mình dày công mình đã gây dựng được ấy, thì nó sẽ được hái quả bằng cách là khi mà đã có được một cái khuôn khổ rồi thì mọi chuyện đi vào đấy nó cũng rất dễ và nề nếp à, chúng ta đã điểm đến câu lạc bộ viettel rồi này à, chúng ta đã nói đến câu lạc bộ hà nội này à, bây giờ thì chúng ta nói đến một đội bóng mà họ cũng đã lọt vào top 3 cuối mùa à, và cũng đã có một giai đoạn người là dẫn đầu giải vô địch quốc gia với một quyết tâm rất là cao bằng một cái lối đá không dễ bị chinh phục đó là câu lạc bộ sài gòn anh có tiếc cho sài gòn ở mùa này không À, thực ra thì Sài Gòn cũng vẫn có một cơ hội uh, vô địch cho đến những vòng đấu cuối trước khi thua Hà Nội ở hàng đấy thì vẫn có cơ hội vô địch và dẫn đầu giải một chặng rất là dài giai đoạn một nhưng mà tôi cho rằng là họ đá như vậy là cũng mỹ mãn rồi tức là giải ba đã là rất tốt trọ rồi sau trận đấu cuối cùng với Viettel tôi có trao đổi với anh Vũ Tiến Thành thì anh Thành cũng rất là vui và anh Thành nói là điều quan trọng là đội bóng này ở mới năm ngoái thôi thì còn đầy nghi ngờ mùa giải này anh ấy cầm quân lúc đầu mùa thì mọi người cũng rất là là nâng lên đặt xuống này nọ nhưng cuối cùng đã cho thấy rằng là họ vẫn có thể có huy chương và điều quan trọng là họ tạo ra một cái lối đá có bản sắc có cá tính và mặc dù họ không thể vươn đến chức vô địch nhưng mà có một cái ý tôi cho rằng tất cả mọi người đều phải thừa nhận tức là sài gòn có phần rất quan trọng làm cho v league năm nay hay hơn và bất cứ đội bóng nào thì cũng cần phải có một cái quá trình tích lũy uh, xây đắp những cái được gọi là uh, kinh nghiệm những cái được gọi là truyền thống và những đội bóng giàu truyền thống thì bao giờ cũng vậy họ cũng sẽ có được cái khả năng uh, cạnh tranh cao hơn họ có cái bản lĩnh uh, tốt hơn trong những cái cuộc đấu uh, cam go và vào thời điểm này ấy, thì viettel đã trở lại nhưng uh, bên cạnh đó thì có sự cạnh tranh của câu lạc bộ sài gòn bên cạnh đó vẫn còn câu lạc bộ hà nội và với Hà Nội thì chúng ta có thể hiểu được rằng đó chính là một đội bóng có truyền thống. Vì 10 năm qua không đội bóng nào hay hơn Hà Nội cả và lực lượng của họ vẫn còn đủ sức cạnh tranh trong nhiều năm nữa. Đó chưa kể là cái tuyến trẻ của họ vẫn đang hoạt động một cách rất là đều đặn, rất là ổn định, hoàn toàn có thể duy trì được thành tích đỉnh cao. À, với top 3 của mùa giải năm nay, Viettel thứ nhất với hai điểm nhiều hơn câu lạc bộ Hà Nội. À, Hà Nội đứng thứ hai, không bảo vệ được danh hiệu vô địch nhưng họ vẫn là một đội bóng rất hay, ghi bàn nhiều nhất 37 bàn thắng. Đứng thứ ba là câu lạc bộ Sài Gòn dẫn đầu giải trong một cái quãng đường rất là dài đặc biệt ở 13 vòng đấu đầu tiên. À, nhưng lọt vào top 3 có tấm huy chương này cũng là một thành tích đáng ghi nhận. Anh với tôi có lẽ cùng thống nhất với rằng rằng đó là một kết cục hợp lý cho cái mùa giải này. Một hợp kết cục có thể nói là chính xác. Um, rất là hợp lý bởi vì um, thực ra trước 2 3 cái vòng đấu cuối thì trên nhiều diễn đàn tôi cũng đã nói luôn là quan điểm của tôi là cuộc đua vô địch sẽ là cuộc đua giữa Việt Theo và Hà Nội thôi. Sài Gòn tôi cũng rất là trân trọng nhưng mà tôi cũng đã nhận thấy là họ đá cái kiểu như vậy thì đối phương thứ nhất là lượng của họ có mức độ thôi nhìn vào đội hình của Sài Gòn thì không có một tuyển thủ cứng nào cả. Đây đây là một vấn đề có các cựu tuyển thủ có những người từng là ngôi sao các giải trẻ ngoại binh thì rất là tốt xây dựng lối chơi nhưng mà với lực lượng như vậy thì cái việc họ vào top 3 đã là rất tốt rồi họ vẫn thiếu những nhân tố đặc biệt để mà có thể giải quyết trận đấu ở một thời điểm quan trọng chứ còn không thể tất cả trông chờ vào hai anh ngoại binh quá hay thế còn nếu mà nói một cặp tiền đạo hay nhất v league thì rõ ràng cái cặp pedro paulo và giovane tôi nghĩ rằng là không chỉ hay nhất v league mùa giải này ở góc độ cặp tiền đạo đâu mà còn hay trong nhiều năm nay là v league không có đội nào có được một bộ đôi tiền đạo hay như cái cặp ở sài gòn bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến nhóm còn lại, trong số những đội bóng còn lại, đội bóng nào tạo cho anh ấn tượng tích cực nhất? Ngoài cái được các đội bóng ở top 3, những cái đội còn lại thì uh, tôi cho rằng đó chính là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Một cái đội bóng mà đấy họ mới lên hạng nhưng mà đã chứng tỏ được một cái sự gai góc nhất định và họ lọt được vào top 8. Đấy phải nói lọt vào top 8 là một điều không ai ngờ. Cứ nghĩ đội bóng này là giỏi lắm thì cố gắng là trụ hạng thôi. Nhưng mà họ vào top 8 và đến lúc vào top 8 rồi vẫn tạo ra được những cái xúc cảm, những cái trận đấu hay của mình. Tất nhiên là lực của họ vậy thì họ không thể vào nhóm huy chương được. Nhưng mà tôi cho rằng đó đã là một cái điều rất thú vị. Và có một cái hay nữa tức là họ có khá nhiều thủ trong độ tuổi dự SEA Games ở Việt Nam vào năm 2021 để mà ông Park có thể có những cái lựa chọn cái cái thành phần tập trung các đội tuyển trẻ của chúng ta trong giai đoạn vừa rồi ấy U22 U23 chỉ đã. có 3 người thôi thì tôi hơi bất ngờ đấy. tôi nghĩ là đấy. có khi còn 4 5 người đấy. Không Chứ sao hỏi. cả, tôi nghĩ rằng là còn Bước đầu có, thế có đã. còn Bước rất đầu nhiều những cái cái, cái cái đợt tập trung khác mà ông Park hoàn toàn có thể thay đổi thêm những cái quan điểm của mình, gọi thêm những nhân nhân vật của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng chỉ cần vài người đấy thôi chúng ta cũng đã thể hiện được một cái sự ghi nhận. Họ đã được nhào nặn dưới bàn tay của huấn luyện viên Phạm Ý Đức và họ đã chơi cái một cái mùa giải ấy mà có nhiều dấu ấn lọt vào top 8 thì đã đành rồi nhưng cái cách mà họ chơi ấy cho dù thua là chủ yếu ở giai đoạn 2 nhưng phải nói rằng là họ đá một cách rất là là bản lĩnh và nhìn cách chơi của họ ấy, thì tôi mới hiểu rằng đó mới chính là chơi bóng có nghĩa là đá cho vui đấy tức là lúc ấy là thực sự là thoải mái rồi cười bỏ được cái tâm lý sợ bị xuống hạng rồi thì họ đá bằng cái tư duy bằng cái sự nhiệt huyết của mình và cho dù có thua thì người ta vẫn ghi nhận họ đúng là như thế và đấy chúng ta nhắc đến cả anh Vũ Tiến Thành cả Phạm Minh Đức thì chúng ta đều thấy là có cái gì đó um, khiến chúng ta phải liên tưởng đến Harry Galisto trước đây. Một cái lối mà chơi mà kiểm soát và um, tức là có thể để cho đối thủ kiểm soát, họ có thể kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng mà đội bóng của ông Thành và Phạm Minh Đức thì là luôn luôn chủ động trong mọi cái sự đối phó và cái cách mà họ có những cái phản đòn thì rất giống với Galisto trước đây. Ở điểm lại thì có thể nó cũng có lý bởi vì Phạm Minh Đức là đá cúp Tiger 2002 giải đấu duy nhất mà Đức đá đội tuyển thì ông Calisto cũng làm giải đấy và ông Thành làm trợ lý cho nhiều đội huấn viên trưởng Calisto là người cuối cùng ông làm trợ lý thì cũng có thể có những cái dấu ấn và nói gì nói chứ Calisto vẫn là một hình mẫu mà chúng ta gọi là bóng đá du kích của thầy tô ấy. đến bây giờ vẫn vẫn có thể áp dụng trong rất nhiều tình huống À, đó là đội bóng gọi là ấn tượng của anh Huy và tôi cũng không có quan điểm nào khác à, Phạm Ý Đức đã có một mùa giải có thể nói là đầy dấu ấn cùng với câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và vị trí thứ 8 chung cuộc của mùa giải này à, cho dù nó ở giai đoạn hai là hầu hết là những trận thua nhưng tôi tin rằng đây là một cái bước đệm thuận lợi trong sự nghiệp của phạm minh đức và cao thủ của hồng lĩnh hà tĩnh hoàn toàn có thể hướng tới một tương lai nó tốt đẹp hơn với cái vị thế nó tốt hơn ở giải vô địch quốc gia à, bây giờ là lúc chúng ta nên nói về những cầu thủ nội đã chơi nổi bật ở cái mùa giải này bởi vì năm nay cái mùa giải bóng đá của chúng ta năm 2020 này nó rất là đặc biệt nó không có bất cứ một cái hoạt động nào của các đội tuyển quốc gia cả và như thế có nghĩa là cái cái, cái 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 cái, cái, gọi là mặt trận quan trọng nhất là những giải đấu quốc nội đó chính là cái thứ tiêu chuẩn để người ta soi chiếu vào hướng tới cái danh hiệu cá nhân cuối năm là quả bóng vàng Đấy. có nghĩa là chúng ta chỉ có giải bóng đá vô địch quốc gia V-League này quốc gia này phần nào đó là giải hạng nhất này nhưng mà thực ra nói là các cầu thủ hạng nhất thì cũng khó trong cái cuộc đua này. À, với anh thì ai sẽ là cầu thủ tạo được nhiều dấu ấn nhất, ảnh hưởng nhất trong cái cuộc đua hướng quả bóng vàng? Có nghĩa là tạo được nhiều đã tạo được nhiều cái dấu ấn ở V League 2020. À, lúc này đây thì suy nghĩ của tôi hướng về cầu thủ của hai đội nhất là nhỉ. À, Viettel và Hà Nội. À, tôi cho so rằng danh hiệu cầu thủ hay nhất thì sẽ thuộc về một trong hai đội này đấy chúng ta đã phân tích rồi thành phố hồ chí minh thì thay thất vọng sài gòn thì họ có hai ngoại binh tốt những cầu thủ khác thì cũng là những người mà chuẩn bị rất là hay và và đạt được phong độ cao nhưng mà để mà xếp cái nhóm gọi là hay nhất V-League thì chắc là không thế thì tôi cho rằng nó sẽ dồn nhiều vào hà nội và viettel với hà nội thì văn quyết năm nay là vẫn là một cánh chim đầu đàn anh ấy vẫn là một cầu thủ giữ nhịp và gọi là cầm chế hóa lối chơi của Hà Nội vừa kiến tạo vừa ghi bàn và cái nhịp điệu trận đấu anh ấy cũng điều chỉnh Văn Quyết tiếp tục thăng hoa trong một cái năm mà Hà Nội không bảo vệ được Ngô địch đích nhưng mà lại đoạt cúp quốc gia ở cả hai giải đấu thì quyết đều là tốt và bên cạnh đó thì Hà Nội thì Quang Hải nó đang bắt nhịp chậm Đỗ Hùng Dũng thì trên giòn vai một chút tức là cũng tốt nhưng mà không không phải là quá chói sáng Bùi Hoàng Việt Anh, một trung vệ trẻ thì cũng cũng mới lên thôi thì cũng cũng đáng như vậy là là tốt nhưng mà cũng chưa có thể xếp vào cái nhóm thực sự hay nhất được. Thì tôi nghĩ là Hà Nội nổi bật lên là Văn Quyết, thế còn Viettel có lẽ là nhiều hơn. Ở Viettel thì uh, Nguyên Mạnh tốt, uh, Quế Ngọc Hải tốt, uh, Khắc Ngọc tốt, Trọng Hoàng hay. Đấy thế thì uh, với Viettel thì tôi có thể chọn ra bốn người. Hà Nội thì uh, Văn Quyết là người nổi bật và nếu mà đồ chọn bóng vàng năm nay thì tôi nghĩ rằng là bóng vàng năm nay phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của V-League và cúp thôi đội, đội tuyển là không có mọi năm thì văn quyết là đã bị lỡ bóng vàng một cách đáng tiếc là bởi vì những tuyển thủ người ta được cộng thêm điểm của đội tuyển ba hai ba năm vừa rồi, rồi đội tuyển quá là thành công thành ra điểm cộng đội tuyển rất là quan trọng trong người anh quyết lại không đá tuyển nhưng năm nay là một cơ hội rất tốt để anh quyết được nhận bóng vàng tôi nghĩ như vậy anh quyết là người anh ấy đã chứng tỏ được rất là nhiều năm nay và và chắc là sẽ không có nhiều người bàn khác đi về cái việc mà không phải là văn quyết Đúng rồi. À, tôi xin cung cấp luôn cho anh con số thống kê này. Văn Quyết đã chơi 20 trận ở V League năm nay, tức là tất cả các trận đấu của Hà Nội ghi được 3 bàn thắng. À, chưa kể những đường truyền nhé Tôi làm những con số bằng bàn thắng cho nó nó, nó cụ thể. À, Khắc Ngọc của Viettel ấy là đá 18 trận, 3 bàn. À, Quang Hải thì đá 17 trận, ghi được 4 bàn. Ở cái đoạn cuối của 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 mùa giải giai đoạn 2 thì Hải chơi tuyệt vời. Uh, có cái bàn thắng mấy cái bàn thắng mà mà mà, mà vào lưới của Sài Gòn này rồi kể cả ban ở trận gặp Quảng Ninh ý, trận đấu mà là 4-0 không không đem lại nhiều giá trị lắm nhưng mà những bàn thắng mang tính siêu phẩm là Quang Hải nhiều lắm thì cái đấy cũng cũng tốt nhưng nó 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 vẫn lập đi lập lại cái cái nhịp điệu của Quang Hải ở các cái, cái mùa giải đã qua tức là đoạn đầu ấy khoảng năm bảy vòng đấu đầu tiên ấy là không bắt nhịp được nhưng phải có cỡ khoảng vòng tám vòng mười thì mọi chuyện mới đầu nó mới ổn và, và thực sự thăng hoa ở đoạn cuối và nếu như mùa giải năm nay nếu như vẫn đá 26 trận đấy và có thêm cả những cái đội đối tượng là ở cái tầm thấp hơn ấy, thì có lẽ là quang hải cùng với cả việt với câu lạc bộ hà nội ấy, có lẽ sẽ còn 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 đua tốt hơn nữa tức là đua đường mà, trường ấy. giống như máy dầu máy dầu ấy, ấy. Đấy, thì đó cũng là một cái đặc thù của mùa giải năm nay mà đúng không còn với trường hợp của Viettel theo còn có trường hợp của nguyên mạnh và bùi tiến dũng và quế ngọc hải cuối cuộc Hải với uh, Nguyên Mạnh Bùi Tiến Dũng đều là những cầu thủ chơi gần như tất cả các trận đấu. Nguyên Mạnh là chơi tròn cả 20 trận. Và số bàn thua ấy anh chỉ để thua có 16 quả thôi. Tức là chưa đến một quả một trận và với một đội bóng như Viettel ấy, thì là cũng là một sự trưởng thành rất là lớn so với cả mùa giải trước. Và quan trọng nhất là lấy 6 cái trận liền không thủng lưới cuối cùng 594 phút cuối. Đó là một cái, cái 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 dữ liệu tôi nghĩ là cũng quan trọng lắm đấy và nếu như là cái cái cuộc bầu chọn cho cầu thủ hay nhất V League này thì là chắc chắn là nguyên mạnh với lại gọi là, là 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 văn quyết ấy là sẽ là có một cái cuộc cạnh tranh rất là quyết liệt đấy đấy nó cũng có cái thú vị tức là hai anh này lâu nay lại không phải là nhân tố quan trọng của đội tuyển đúng rồi đúng đấy. rồi đúng rồi thế còn nếu như là tính đến quả bóng vàng ấy thì đương nhiên có thể còn tính đến cả cúp quốc gia nữa mà quốc gia thì là văn quyết lợi hơn nguyên mạnh một chút bởi vì anh ấy là cũng chơi hay này và anh còn có danh hiệu anh ấy thắng việt viettel trong cái trận đấu đấy và không hết các cái trận đấu của của Hà Nội ở cái quốc gia thì là Văn Quyết đều có những dấu ấn rất là lớn những cái bàn thắng ở các cái vòng ngoài ấy đều ra là rất quan trọng tất nhiên trận đấu cuối cùng thì uh, Quang Hải mới là người 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 nổi nhất với bàn thắng quyết định thế nhưng mà Văn Quyết trong cả quá trình thì là là có một ảnh rất lớn và tôi nghĩ rằng là trong cái cuộc đua của bóng vàng năm nay là Văn Quyết là một cầu thủ rất là nặng ký chắc chắn là như vậy rồi và nếu mà nói uh, nó sẽ là một cái tưởng thưởng cho những cái công hiến năm tháng của anh ấy cũng đúng thôi. Đấy anh ấy trưởng thành là chính là từ Viettel đấy chứ Từ cầu thủ trẻ của Viettel xong rồi uh, sang với Hà Nội Thì uh, anh ấy đá đội tuyển khi còn rất trẻ Tôi nhớ là AFF Cup năm 2012 Ông Văn Thanh Hùng làm là quyết đã thi đấu chính thức rồi uh, Và từ đấy đến nay thì anh công hiến bền bỉ Nhưng mà vì lý do này nọ thì anh ấy không duyên với đội tuyển Đấy và có những năm đội tuyển thất bại Không ai xuất sắc thì quyết lại gặp phải những vấn đề ngoài sân cỏ anh ấy không được bầu thì năm nay là một năm lý tưởng để mà Văn Quyết nhận được cái sự tôn vinh và cũng là cái tưởng thưởng cho những đóng góp của anh ấy. Anh ấy là một huyền thoại của Hà Nội, nói vậy là không quá chút nào. Vâng, như vậy là tôi và anh Huy đã điểm qua hầu hết những câu chuyện lớn của V-League 2020. Chúng ta sẽ hướng đến mùa giải 2021 với một câu chuyện có thể nói là rất là quan trọng. Vì năm 2020 với cái điều kiện do dịch giã, chúng ta đã không thể tiến hành 26 vòng đấu như thông lệ mà thay vào đó là tách tốt 8 đội trên nhóm A tranh trước vô địch và 6 đội nhóm dưới để cạnh tranh tránh một suất xuống hạng. Chúng ta cũng đã có một cái mùa giải có thể nói là rất hấp dẫn. Và vào lúc này đây thì VFF này, VPF đang thảo luận để có thể đưa ra một cái giải pháp cho mùa giải mới. Rất có thể là cái thể thức ngắt cái bảng đấu ra thành hai nhóm, nhóm trên là 6 đội tức là để tăng cái sức cạnh tranh của cái nhóm đua vô địch ấy. và nhóm dưới là tránh 1,5 xuất xuống hạng là 8 đội sẽ được áp dụng rất có thể nhé chúng ta chưa có cái quyết định cuối cùng bên cạnh cái phương án thông thường là 26 vòng đấu bởi vì tại sao lại như vậy bởi vì năm sau năm 2021 ấy, các hoạt động của đội tuyển quốc gia đội tuyển trẻ nó rất dày và nhiều khả năng là liên bóng đá Việt Nam cùng với VPF sẽ phải điều chỉnh cái lịch thi đấu của mình làm sao đó để giảm bớt cái số lượng thi đấu của các câu lạc bộ, giảm lượng thi đấu cho các cầu thủ để tập trung cho các nhiệm vụ quốc gia. Điều đó hoàn toàn có thể ra và phần nào đó như chúng ta đã thấy những hiệu ứng tích cực ở cái thể thức này trong cái cuộc đua, các cuộc đua nó cay cấn hơn, hấp dẫn hơn, nó làm cho cái cái màu sắc của bóng đá Việt Nam nó tốt hơn. Tất nhiên nó chỉ mang tính tương đối ở từng thời điểm cụ thể chứ không phải là một cái bộ mộ mặt phản ánh đầy đủ tính công bằng của một giải đấu với anh Huy cái thể thức tách nhóm như này nó có phải là một thể thức đủ hấp dẫn và hợp lý ở cái thời điểm cụ thể này không? Tôi cho rằng là năm 2021 chúng ta nhìn lịch rất là dày. Tháng 1 VinLeague đã đá rồi nhé, Ban đầu là tháng 2 nhưng mà thông tin mới nhất là tháng 1 đã đá và tôi nhìn lịch cả tháng 4 có một số trận đấu ở AFC Champions League là trùng lịch với AFC Cup. Đấy, thế thì cũng cũng nan giải. Vì thế tôi ủng hộ quan điểm là chúng ta đã có một cái năm 2020 bản lề rất là tốt áp dụng cái thể thức này thì uh, trong bối cảnh uh, mà nếu không gì thay đổi, lịch vẫn rất là dày chứ còn tất nhiên là có một giải có một số giải vì lý do này nọ mà mà rút vì lý do này nọ rất có thể có một số giải quốc tế lại không diễn ra được nữa thì thì lại thưa ra không nói nhưng mà nếu mà dài như thế này thì thể thức áp dụng như ngày 10 là có lý lắm bởi vì là chúng ta vẫn tổ chức thành công và nó lại có những sự kích thích không dễ gì có được mấy cúp tứ hùng ở nhóm đầu bảng hay như là mùa giải VTV năm nay và cái cuộc tranh, cạnh tranh ở nhóm cuối cũng có những cái cuộc đua trực tiếp của những đội mà phải xuống hạng cũng rất là sôi nổi Thành ra là tôi tôi ủng hộ quan điểm nếu mà không gì thay đổi là tiếp tục áp dụng như của năm 2020. Đấy thì bởi vì là năm sau ấy là những đội bóng giành được các vị trí dẫn đầu của V-League của chúng ta sẽ tham dự AFC Champions League này và AFC Cup. ví dụ như là Viettel sẽ AFC Champions League ấy thì giải đấu sẽ kéo dài ở vòng bảng ấy là từ tháng 2 đến tháng 5, 4 tháng đấy với những trận đấu tại vòng bảng tức là 6 trận bên cạnh những cái trận đấu đương nhiên là rất căng thẳng của mùa giải quốc gia và điều này sẽ khiến cho các đội bóng cần phải có một cái sự tập trung cao, một lực lượng đủ dày để có thể đảm bảo được các nhiệm vụ khác nhau. Các câu lạc bộ Hà Nội, câu lạc bộ Sài Gòn sẽ được dự AFC Cup thì họ cũng có một cái nhiệm vụ gần như là tương tự và điều này sẽ là khiến cho chúng ta cần phải có một cái lịch làm sao nó hợp lý nhất. Và giả sử như ở một cái mùa giải tới, chúng ta lại có một cái điều chỉnh như là cái mùa giải 2020 là sau giai đoạn 1 13 vòng đấu chúng ta sẽ tách top để chia các cái trận đấu theo, theo các nhóm khác nhau giảm số lượng trận đấu của các đội bóng xuống đó là một cái sự lựa chọn không tồi ở thời điểm cụ thể nhé thế còn về đường dài về một cái cuộc chơi mang đầy đủ tính công bằng của một giải vô địch quốc gia một thể thức lịch như quốc tế vẫn thường làm thì rõ ràng cần phải có hai lượt đấu vòng tròn để cho các đội có thể thi đấu theo thể thức sân nhà sân khách nhằm đảm bảo tính công bằng đó là chuyện mà chúng ta sẽ làm trong một cái con đường dài và điều đó chúng ta cũng đã làm trong rất nhiều năm qua nhưng với điều kiện của năm 2020, 2021 chúng ta hoàn toàn có thể lập lại. Tôi xin nhắc lại một lần nữa như vậy. Vâng xin được cảm ơn anh Quang Huy về những nhận định của anh. À, tôi và anh Quang Huy à, có những quan điểm à, hết sức tương đồng về mùa giải 2020, một mùa giải có kết cục ở các vị trí dẫn đầu và số hạng có lẽ là rất là chính xác à, và đối với cá nhân tôi, chiếc vô địch của câu lạc bộ Viettel là một điểm nhấn cực kỳ quan trọng, đó là sự khẳng định của thể thao quân đội của bóng đá thể công của viettel ngày hôm nay nó là một sự tiếp nối truyền thống đầy tự hào của những gì mà những người lính có thể làm ra và hy vọng rằng chiến thắng này sẽ giúp cho câu lạc bộ viettel có được điểm tựa để tiếp tục phấn đấu đem đến những màu sắc mới đem đến những sự khẳng định và giúp cho giải bóng đá vô địch quốc gia của chúng ta nền bóng đá việt nam của chúng ta có thêm được sự hấp dẫn có thêm được những chi tiết có thể nói là rất lý thú người hâm mộ hoàn toàn có thể trông chờ về điều này chương trình quán thể thao tuần này xin được dừng lại ở đây xin thân ái tạm biệt và hẹn gặp lại